Anh hỏi gì anh ra? Ban tổ chức xin được trân trọng cảm ơn các tiết mục văn nghệ của đội văn nghệ cộng đồng đến từ xã Đông Sang, huyện Mộc Châu. Kính thưa toàn thể quý vị đại biểu khách quý, thưa các nghệ nhân, thưa bà con và toàn thể du khách. Cộng đồng dân tộc Thái ở bản Áng thuộc nhóm Thái Trắng Mộc Châu